Quý vị có Medicare xin chú ý, Medicare phần B sẽ tăng lên 170 đồng hàng tháng bắt đầu tháng 1 năm 2022. Xin ghi danh vào chương trình Scan Health Plan, một chương trình thích hợp với mọi người và sẽ được nhiều quyền lợi như không trả tiền hàng tháng, không trả tiền khi đi khám bác sĩ gia đình, không trả tiền khi gặp bác sĩ chuyên môn, không trả tiền nằm tại bệnh viện, không trả tiền thuốc ưu tiên 1 và 2, không trả tiền nha khoa tổng quát, không trả tiền khám mắt làm kiếng hàng năm, không trả tiền đưa đón, nhận chiếc thuốc cho tiểu đường chỉ có 25 đồng. Riêng quý vị lãnh tiền hưu có Medicare, quý vị sẽ được hoàn trả lại 125 đồng hàng tháng chi phí bảo hiểm. Medicare phần B cho chương trình Scan Venture HMO. Xin quý vị gọi cho Thông Trần số phone 714 322 6367 322 6367 để giúp các bác ghi danh. Chương trình HMO sẽ hết hạn vào ngày 7 tháng 12 năm 2021. Xin cảm ơn.